Cưng quá, cưng quá. Anh em nào thích con này không? Anh em nào thích con này chuyển nhượng ngay. Ăn như tầm ăn dỗ luôn các bác. Hôm nay là 15 tháng 7 dương lịch 2024. Đây là cái chuồng này, là em gọi là cái chuồng chuyên gọi là tập kết những cái con chuột gọi là tách mẹ đấy, để hậu bị. Với cái cơ sở hợp tác xã khoảng 30 hộ, với cái lượng bố mẹ rất là nhiều, thì em là tổ chức cho cái hợp tác xã này để các bác các mẹ là nuôi để có thu nhập ở cho vùng nông thôn đấy, tại Ba Vì. Thì cái công thức nó đơn giản thôi, chúng ta chỉ đầu tư một cái lồng như thế này nó rơi khoảng 500.000, bao gồm là sắt này, tôn và lưới, rồi mặt đất thì cách khoảng 80, chiều cao lồng khoảng 40, chiều dài lồng khoảng tầm 1,5 m đến 2 m, chiều sâu là 1 m hoặc 1,2 m, 1,5 m tùy theo điều kiện. Thì chúng ta nuôi bầy đàn. Đấy. Nuôi bầy đàn. Chỉ cần một luống cỏ voi hoặc là một sào cỏ voi thì chúng ta nuôi được cả 500 con, 1.000 con luôn. Đấy. Món ăn ưa thích của nó là cỏ voi như thế này. Đây. Cỏ. Đây em gọi là cỏ sữa, cỏ voi. Đấy. Món ăn ưa thích. Các bác có thể thấy là nó đang em vén lên cho các bác xem. Đấy. Cho các bác xem là nó ăn. Đấy. Như thế này thôi nhưng mai là hết sạch. Đấy, ăn cả những gốc như gốc mía luôn. Đấy. Thì báo cáo các bác là nếu mà chúng ta làm sàn như thế này thì nó rất là sạch. Đấy. Không có bệnh tật gì cả. Còn nếu chúng ta nuôi hạ thổ thì nó sẽ có cái phần vệ sinh nó hơi phức tạp hơn. Đấy. Đấy các bác nhìn ăn rất là ok luôn nhé. Đấy, thì cái mô hình hợp tác xã này là em đã gây dựng được mười mấy năm rồi. Tất cả thị trường chuột lang trên thị trường miền Bắc miền Trung là gần như là em cung cấp. Đấy. Em làm cái này là tận dụng cái ống nước cũ, em để vào đây để cho công nhân chăm sóc là nó không, nó nhẵn nhụi, nó không bị đau. Đấy. Mình bắt con chuột là mình với vào như thế này, cái nách của mình nó không bị đau. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy. Thì khi để giống cho các bác là những con nào mà là còn những con đực thì em đánh dấu mực xanh. Đấy. Rất là nhiều nha. Quay cho các bác biết là nuôi nó rất đơn giản thôi. Chỉ một chút cám, cái cám này nó thật với các bác là loại cám rẻ tiền nhất trong các loại cám, thậm chí cho ăn cám lợn lái càng tốt. Các bạn không lên cho ăn cám nhiều đạm nhá. Cám nhiều đạm là nó sẽ nhiều đạm quá là nó sẽ có thể là bị rẻ hoặc là bị kiểu như là bị hạch. Đấy. Nhưng mà các bác cứ cho ăn cỏ thì chả bao giờ bị cái gì cả. Đấy. Loại này ưu điểm của nó là màu mè rất là đẹp. Đấy, rất là cưng. Chân thì có 4 ngón và không có đuôi. Đấy. Giới tính thì được phân biệt rõ ràng ngay từ lúc mới sinh ra. Đấy. Như hàng chó mèo là nhận biết ngay từ lúc mới sinh ra. Đấy, nó rõ ràng như vậy chứ không phải là khó phân biệt gì cả. Ừ. Thì các bác biết là để mà có mô hình như thế này đó, là em Thao đã tiếp quản. Đấy, em Thao đã tiếp quản cái con chồn nhung đen từ cái thời rất là lâu rồi. Đấy, từ cái thời giáo sư Lân Hùng đã phổ biến cho bà con nuôi. Đấy. Thì hôm nay các bác đang xem đây là một trong những cái khu để em gột tách mẹ. Đấy. Cũng như là để cung cấp giống cho các bác hàng ngày. Đó.
Thì các bác em giới thiệu cho các bác cái cách nuôi một cái con giống này, nó cũng rất là đơn giản hiệu quả. Nếu như một người già có thể nuôi 1-2 con bò và một đàn này là cũng có thu nhập rồi. Đấy. Bởi vì nuôi bò thì mình phải trồng cỏ mà. Trồng cỏ thì thêm một cái này, thỉnh thoảng ra ngắm nghía cũng rất là vui. Đấy, ưng lắm. Vui mắt lắm. Đấy. Đấy, các bác nhá. Hôm nay là giữa tháng 7 năm 2024 dương lịch. Đấy, những cái con màu như này rất là đẹp luôn này. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cưng luôn. Thậm chí có những cháu là cứ mải xem điện thoại tivi là em đã tư vấn cho bố mẹ các cháu là mua ngay cho một bộ, một con đực và 5 con cái. Về ngày đêm chăm bẵm, ngắm nghía vuốt ve, thả ra chạy từ bếp lên nhà, chạy từ nhà ra sân. Nếu như mà chó mèo nhà nào quen thì nó không bắt thì rất là ok. Đấy. Rất là cưng. Đấy. Rất là cưng luôn. Đấy, chú Thao thì cũng cố gắng là duy trì cái mô hình này, hợp tác xã này để phục vụ cái kỹ thuật cũng như là cái nhu cầu của bà con. Đấy. Bà con có thể thấy là đây là một trong những cái việc mà mình gọi là tăng gia. Đấy, cải thiện bữa ăn. Bởi vì cái dòng này là nói thật với các bác là cứ ướp giềng xảo vào cầy tơ bảy món như rúi, như thịt chó, như thịt mèo luôn. Các bác nấu rất là đậm bởi vì nó ăn cỏ. Đấy, bà cắt để đấy mai cho nó khô đi, cắt từ hôm nay mai khô. Đấy, cả đàn chuột thì mỗi một ngày chỉ một nắm cỏ như này thôi. Đấy là bà đã cắt như vậy là nó dựng lên như thế, mai là nó dốc nước đi là nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, giờ bữa hôm nay thì mình cắt, nhưng mà thời tiết nó âm u này thì mình cắt luôn cả ngày mai. Thế là ngày mai thì những cái cỏ này thì nó sẽ dốc nước đi và con chuột của mình ăn nó sẽ không bị đi ngoài. Đấy, thực tế là đếm nhanh chỗ này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 20 cái thân cỏ thôi. Gốc thì mình có thể đi trồng, cái thân này là nó gặm hết nhá. Nó gặm hết cái thân này, nó gặm hết luôn. Để nó thích gặm mà, vì bản thân nó gặm để nó mài răng. Đấy, bản thân nó răng thì nó không phát triển như dòng thỏ, như dòng chuột kia đâu. Nó chỉ hơi thôi. Nhưng mà nó hình như là đâu đó nó là cái chất xơ nó rất thích. Đấy. Đấy. Mà loại này nó rất là thuần nhá, rất là đáng yêu luôn. Đấy các bác nhìn này, nó ăn cái nhúc nhúc thôi. Chứ nó không sợ người đâu. Đấy, thì tới đây em sẽ gây ra những cái màu rất là đẹp luôn. Những cái màu nó màu lạ để cho các bác chơi cưng. Các bác làm cái lồng hình tròn xong các bác thả vào nó chạy như kiểu chơi lô tô. Rất là cưng luôn. Đây là cái máng uống nước này. Mỗi ngày thay máng một lần. Đấy. Làm cái chăn nuôi này là chúng ta phải vệ sinh đều đặn. Nếu mà chúng ta không vệ sinh đều đặn thì nó sẽ không thể sạch sẽ và nó sẽ không thể nói là không bệnh tật được. Nên là như nhà em thì em phải thuê hỗ trợ từ các bác, các bà là công nhân để gọi là hỗ trợ em, vợ chồng nhà em. Đấy. Thế đó là một cái sự gọi là chia sẻ. Nó rất là thực tế, con này có bầu rồi, con này có bầu rồi. Đó. Thì nếu như mà các bác có điều kiện, các bác bỏ ra khoảng 2 triệu, các bác được 4 cái lồng như thế này. Đấy. 4 cái lồng như này thì xin thưa với các bác làm 4 đàn như này thì thôi rồi. Cứ quay đi quay lại là vẫn có chuột bán, vẫn có chuột ăn. Nhà có người tuổi Tí thì làm con đàn này nuôi cũng rất là phong thủy đúng không ạ? Đôi khi chúng ta đi đâu về mệt mỏi ra ngắm ngắm thì nó cũng vui mắt, nó cứ hình dung nó như là nuôi chim cảnh cá cảnh thôi. Đấy, lít nhít loại này nó kêu nó cũng không giống như chuột hoang dã. Đấy, các bác thấy là nó cũng như những con trắng này rất đẹp này. Đấy, nó chạy trắng đấy. Ăn thì em view cho các bác một cái ô này là gọi là cái con mẹ của nó nhá. Con bố mẹ của nó đang là mang bầu thì mình có thể là mình nuôi với cái khu riêng. Đây. 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 Bố mẹ. Đấy. Bố mẹ đây. Đấy, rất đẹp. Cái con này là nó mới đẻ được khoảng tầm 4 hôm nay. Đấy, cái đàn này nó đẻ 4 con. Đấy. À đấy,
Yeah, yeah, yeah. Nào, tô nộ không? Đây là con lợn rừng. Em gột nó từ nhỏ cho nó thuần. Đấy, hôm nào cho nó lên giường nó ngủ. Rất đáng yêu, rất đáng cưng. À, lại đây. Sọc dừa đấy. Đây. Sọc dừa rất đáng yêu luôn. Chẳng nghe lại bấm nốt đuôi. Đó. Cưng không? Quá cưng luôn. Kiếm được một con về nuôi chơi cho nó cưng. À, ngày đấy, cứ đi chợ người đi đâu là đi theo đấy. Thế thì cái dòng này này, đây các bác nhìn này, những con nó mang bầu này. Con nào bao giờ là nó khum, đây con này khum người này, sắp sinh rồi. Đây. Nó đẻ ra được có bao 4 ngày là nó đã nhanh nhẹn như này rồi các bác. Đây. Đàn này vừa rồi nó đẻ được 4 con. Đấy. Thì đây thì các bác làm sàn bằng nhựa, các bác làm như này. Đấy. Thì đây là cái khu em nuôi chim nên là em không view nhiều. Em view cái khu nào chuyên nuôi chuột thì hôm nào em view một dãy, hai dãy hai bên cho các bác xem. Đấy thôi, ngắn gọn thôi. Số của chúng Thao là 0335305982. Các bác mà gọi cho em mà cứ u ớ thuê bao thì các bác gọi cho vợ em là 0375897487. Sẽ nghe giúp em và sẽ tư vấn để các bác có thể đặt những con chuột lang như thế này, hoặc những con chim cu gáy, hoặc những con đà điểu. Đó là ba cái con mà vợ chồng nhà em vẫn đồng hành cùng với kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube, đồng hành cùng với các bác suốt trong những năm qua. Cưng quá, cưng quá. Anh em nào thích con này không? Anh em nào thích con này chuyển nhượng ngay.